tăng lương hưu theo đề xuất mới từ ngày 1 tháng 7 là bao nhiêu? Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khi áp dụng chính sách tiền lương mới, dự kiến mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bình quân tăng thêm khoảng 54,89% và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội là 25%. Khi áp dụng mức tăng mới, số tiền thu bảo hiểm xã hội tăng thêm trong một năm là 31.728 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, với cách tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần theo đề xuất, bình quân 5 năm mức tiền lương của người lao động sẽ tăng khoảng 1,5%, chưa tính đến yếu tố trượt giá. Lương hưu của người nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 chỉ tăng 0,13% so với người nghỉ hưu tháng 6 năm 2024. Thực tế, mức điều chỉnh lương hưu năm 2004 và năm 2005 chỉ khoảng 10%. Do đó, cùng với việc xét yếu tố trượt giá vào điều chỉnh lương hưu và tăng trưởng kinh tế năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 khoảng 8% là phù hợp. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề xuất này căn cứ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2023 là 3,25% và tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5,05%. Điều này sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi. Với mức điều chỉnh đề xuất 8%, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến 6 tháng cuối năm 2024, kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước tăng khoảng 1.900 tỷ đồng. Trường hợp điều chỉnh bổ sung với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng sau khi điều chỉnh theo mức 8% dưới 3,5 triệu đồng một tháng, kinh phí tăng thêm khoảng 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kinh phí điều chỉnh của Quỹ Bảo hiểm xã hội tăng khoảng 6.900 tỷ đồng, chưa bao gồm mức trích đóng bảo hiểm y tế.